Dạ thưa thầy, hôm nay chúng ta sẽ qua cái chương đầu tiên của lớp 8, chương đại số là chương gì thích nhân nhật chia các đẳng. Chúng ta sẽ qua bài số 1, đó là bài nhân đơn thức với đẳng thức. Thì trước khi qua này thì chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức cũ của lớp 7. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về nhân hai lý thừa cùng cơ số. Thì muốn nhân hai lý thừa cơ số ta làm thế nào? Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ là giữ nguyên cơ số và chúng ta sẽ lấy tổng hai số. Ví dụ dùng chỉ x của 2 như x của 3 thì chúng ta sẽ có được là x của 5, tức là chúng ta giữ nguyên cơ số là x và lấy tổng hai số 1 là 2 cộng 3 là 5. Và cái phần thứ hai đó là phần nhân hai đơn thức. Thì muốn nhân hai đơn thức thì chúng ta sẽ làm thế nào đây? Nên nhớ là chúng ta sẽ nhân thành hệ số và hệ số và phần biến của phần biến. Chúng ta là ví dụ nhé, ví dụ chúng ta nhân là 3 x bình và nhân cho là trừ 2 x trừ 2, chúng ta làm sao? Chúng ta nhớ lý thuyết này gọi là nhân hệ số cho hệ số và phần biến cho phần biến. Đây, chúng ta hệ số là lấy hệ số 3 nhân cho hệ số trừ 2, 3 nhân trừ 2 là trừ 6. Rồi lấy phần biến với phần biến, đó là x của 2 nhân cho x, x của 2 nhân x, thì trong cái trên là chúng ta lấy hai số mũ cộng với nhau và giữ nguyên biến, chúng ta sẽ cho là x của 3. Rồi chia bình thì được kết quả chúng ta sẽ được là âm 6 x của 3 y của 2. Rồi cái thứ 3 đó là chúng ta được tính chất phân phối của thức nhân với thức cộng. Ví dụ như ta có là thức là a nhân cho là b cộng c, thì chúng ta nhớ là theo cái phân phối là sẽ có được là a nhân b cộng cho a nhân c. Vì đây là các kiến thức để áp dụng cho các bài mới. A nhân cho tổng hai thức b cộng c, thì chúng ta sẽ có được là cái thức a nhân b cộng cho thức a nhân thức c. Đào qua cái ứng dụng này, ví dụ tính hai x nhân cho ba x bình cộng bốn y, chúng ta làm sao đây? Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy 2x nhân cho 3 x bình trước. À, giống như kia rồi là 2 nhân 3 là 6. X nhân cho x bình là x cũng qua, ra 6 x qua. Và kế tiếp là chúng ta sẽ lấy 2x nhân cho 4 y. Thì hệ số nhân số trước là 2 nhân cộng 4, thời gian là cộng 8. Rồi, x nhân y là x thì chúng ta sẽ được là cộng 8 y. Giờ ta mở rộng thêm, bây giờ lúc này là một đơn thức nhân cho tổng của ba cái đơn thức thì ta làm sao? Chúng ta a nhân cho b cộng c cộng d, thì ta nhớ là chúng ta sẽ lấy là a nhân b cộng cho a nhân c và cộng cho a nhân c. Đó, ví dụ đi ha, dù nó có 3 x nhân cho 2 x bình trừ 2 x cộng 5, chúng ta làm như thế nào đây? Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy 3x nhân cho 2 bình trước, lấy hệ số nhân số 3 nhân 2 là 6, sẽ lấy biến nhân biến là x nhân biến 2 là x qua, sẽ được là 6x qua. Tiếp tiếp là chúng ta sẽ lấy 3x nhân cho trừ 2x, cũng giống như vậy là lấy là hệ số nhân số 3 nhân 2 là trừ 6, x nhân x là x qua 2, chúng ta được là trừ 6x qua 2. Và kế tiếp là chúng ta sẽ lấy 3x nhân cho cộng 5, 3 nhân cộng 5 là 15. Thì kết quả chúng ta được là 6 x 3 trừ 6 x bình cộng cho 15 x. Ta sẽ qua cái hai nhỏ đó lại trừ. Chúng ta sẽ làm tính nhanh của ví dụ sau. Đấy, điểm đây. Chúng ta có là x của 2 nhân cho 5 x 3 trừ x trừ 1. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ là x bình nhân cho 5 x 3 trước, sau đó lấy là x bình nhân cho chỉ x, lấy x bình nhân cho 1. Thì tìm thấy là x bình mà nhân cho 5 x 3 cho là 5 x 5. Rồi x bình nhân cho chỉ x cho là chỉ x 3. Rồi x bình nhân chỉ 1 cho là chỉ x bình. Thì kết quả của chúng ta được là 5 x 5 trừ x 3 trừ cho. Vậy thì chúng ta có áp dụng chất
đầu tiên là chúng ta sẽ lấy là hai âm 2 x 3 nhân cho chữ bình trước, sau đó lấy biết là âm 2 x 3 nhân cho cộng biết, cuối cùng là lấy là âm 2 x 3 nhân cho chữ bằng. Âm 2 x 3 nhân chữ bình thì thấy là đây chúng ta chứa người giống mà trừ 2 nhân cho trừ 1 tại ra là x của 3 nhân cho x bình nhân cho 5. Kế tiếp là trừ 2 nhân cho cộng 5 ra là trừ 10. X của 3 nhân x dạ, rồi trừ 2 nhân cho trừ 3 cộng 2 ra là cộng 3. Rồi x của 3 rồi kết quả chúng ta sẽ được là 2 x 5 trừ 1 x 4 cộng cho 3 x 3. Đối với bài C chúng ta thấy là lúc này là phía trước chúng ta là một cái đa thức, một phía sau chúng ta là một đa thức, thì chúng ta sẽ lấy cho phía sau chúng ta nhân cho phía trước. Đầu tiên 8 x y của 3 nhân cho là 2 x của 3 y trước nhân số chứ 8 nhân cho 2 là 6, rồi x y của 3 là x của 4, còn y của 3 nhân cho y là y của 4, chúng ta được là 16 x của 4. Thì tiếp là chúng ta thấy là 8 x y 3 nhân cho là trừ 5 x bình, chúng ta lấy hệ số nhân cho trước là 8 nhân cho trừ 5 là 40, rồi x nhân cho 2 y 3 y 3, rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy là 8 x y 3 nhân cho là cộng x y 8 đây là cộng 1, 8 nhân cộng 1 là 8, x nhân cho y 2 y của 3 nhân cho y là y của 4. Rồi lên được kết quả. Thì chúng ta sẽ vào bài tập 2.3. Bài này là chúng ta sẽ thực hiện rất nhanh, chúng ta rút gọn giá trị phương an. Phương an cho đây là x nhân cho x chữ y cộng chấm y nhân cho x tại là x bằng trừ 6 nhân trừ 8. Thì đối với bài này là đầu tiên chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải khu gọn phương an. Rồi chúng ta sau đó chúng ta số 2 x bằng trừ 6 y x cho x trừ y, sau đó chúng ta sẽ nhân cộng y cho là x cộng y. Thay đổi là x nhân x sẽ là x bình, x nhân trừ y là trừ x y, cộng y nhân x là cộng y hay y là cộng x y. Rồi cộng y nhân cộng y chính là cộng y. Rồi chúng ta thu gọn lại cái thấy này là trừ x y chứ cộng y là sao? Gọn là x bình. Thì sau khi chúng ta thu gọn xong rồi chúng ta hai cái gì là x bằng trừ 6 y bằng 8 vào cái thằng thu gọn này, chúng ta thay vào chúng ta cái này là x chúng ta thay bằng 6 thì nó là trừ 6 bình, còn y chúng ta thay bằng 8 cái này là trừ 6 bình là 36 8 bình 36 mình nhớ là 4 tính cái chuyện lúc này thì đầu tiên chúng ta phải thu gọn trước nó nhanh hơn có dài chứ thu gọn xong sau bằng thu gọn chúng ta có hai cái giá trị x y và thu gọn lên nhân quả. Chúng ta qua bài tập số 3, đó là bài tập biết. Thì đối với bài tập này là chúng ta thấy đây cũng là một nhân một đơn thức cho một đa thức, đây cũng là nhân một đơn thức cho một đa thức, chúng ta nhân dạ. Thì thấy là cái này là đầu tiên chúng ta sẽ lấy là x nhân cho 5 trước rồi x nhân cho trừ y thì ra là trừ 2 x bình, rồi cái đó chúng ta sẽ lấy là 2 x nhân cho x nhân ra là cộng 2 x bình, rồi lấy là cộng 2 x nhân cho trừ 1 trừ 2 x, rồi 15 là kết quả đạt kết quả. Rồi chúng ta sẽ làm thu gọn lại, chúng ta thấy là lúc này là trừ 2 x bình với là cộng 2 x bình, thì còn là 5 x trừ x 5 trừ 2 còn 7 và 5 x 1. Lúc này x các bạn đã lấy 15 chia cho 3 đó là bài tập biết. Thì đối với bài tập này chúng ta nhớ là giống như còn trước là chúng ta đầu tiên là chúng ta thu gọn trước.
Thì giờ nãy giờ chúng ta đã áp dụng cái phần là nhân một cái đơn thức cho một đơn thức. Rồi chúng ta sẽ làm một bài học sau. Bài học thứ nhất đó là bài học là nhân một cái đơn thức cho một đơn thức. Thì mình đã áp dụng các cái nhân nãy giờ cho là A là B, C là D. Đối với D quý là lúc này cái đơn thức chúng ta làm cái sao? Và chúng ta sẽ áp dụng ở đơn thức này xong cho nhân cho các hàm tử của chúng ta. Cái tiếp là bài số 2. Bài số 2 đây là bài dạng là thực hiện phép tính cái chuyện đơn thức. Thì đối với cái bài số 2 này chúng ta rút gọn các bước này trước, sau đó chúng ta sẽ khai x y vào cái phần rút gọn. Em nhận được làm anh giống như ví dụ thôi. Tiếp là bậc 3 thứ 3. Thì đối với bậc 3 thì tôi thấy rồi, chúng ta sẽ là đối với trái, đây là bên phải này. Thì với trái thì chúng ta khu gọn nhân mối vào cái khu gọn này. Sau đó chúng ta sẽ tìm chỉ. Rồi thì em về nhà làm bài.